1, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Hiện tại thì khu dân cư này đã chìm trong biển nước rồi. Đây là nhà của tớ, nhà Dung truyền hình. Đồ đạc nổi lênh phênh hết rồi ạ. Và bây giờ thì chỉ biết nhìn thôi. Bây giờ chỉ biết nhìn thôi, nhìn đồ đạc trôi đi thôi. Xe máy thì suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ rồi. Nhà xưởng thì ngập trong biển nước rồi. Nhà của nhà Xuyên, nhà Minh. Kinh khủng khiếp. Khu này bây giờ có thể gọi là cách ly rồi, cách ly về bên ngoài rồi. Tổ 1 Trần Phú bạn nhá, chỗ nhà hàng Hạnh Phúc đi vào đấy. Bây giờ đứng ở trong nhà cho nên là chỉ được như thế này thôi. Nhà thì ngập mất một nửa rồi. Nhà của Xuyến thì cũng đang ngập một nửa tầng 1 rồi. Lũ về kinh khủng khiếp từ đêm hôm qua, không kịp trở tay, bây giờ đồ đạc các thứ là chỉ đứng nhìn thôi chứ không làm được một cái gì cả. Bao nhiêu đồ đạc là mất hết rồi, trôi hết rồi. Bên ngoài.
nhà ngập nước như sông rồi nhá. Đây tổ 1 đây các bác ơi. Tổ 1 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang đây. Đồ đạc là bơi sông hết rồi. Tổn thất hàng tỷ đồng. Vẫn mưa như chút nước không hề tạnh. Ôi dồi ôi, càng ngày càng mưa to thôi, có tạnh được đâu.